không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ, dù hai chúng ta đã từng yêu. Mặc cho là anh đang yêu thương ai, em không cần quan tâm, vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất ai. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buông tay rồi đó, anh đi đi em ở lại đây. Phải làm sao anh mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ, dù hai chúng ta đã từng yêu. Thank you.